Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh YouTube Tin 24 giờ. Hãy cùng chúng tôi cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong 24 giờ qua. Sau đây là nội dung chi tiết. Iran có thể đổi kế hoạch tấn công Israel sau nỗ lực ngoại giao của Mỹ. Nỗ lực ngoại giao và tăng cường lực lượng của Mỹ tại Trung Đông có thể khiến Iran điều chỉnh phương án trả đũa Israel, theo quan chức Nhà Trắng. Washington Post dẫn lời các quan chức cấp cao Nhà Trắng hôm 7 tháng 8 nói rằng nỗ lực ngoại giao của Mỹ tại Trung Đông dường như đã mang lại kết quả, khiến Iran kiềm chế và xem xét lại kế hoạch tấn công Israel để trả đũa vụ ám sát thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran hồi tuần trước. Nhà Trắng đã sử dụng các kênh đối thoại hậu trường như chuyển tin nhắn qua Đại sứ quán Thụy Sĩ ở Tehran và Phái bộ Iran ở Liên Hợp Quốc để thuyết phục nước này kiềm chế. Các thông điệp của Mỹ nhấn mạnh nguy cơ bùng phát xung đột toàn diện là đặc biệt lớn có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng với sự ổn định của chính quyền tân Tổng thống Masoud Pezeshkian. Mỹ cũng tăng sức ép quân sự bằng cách điều động tiêm kích tàng hình F-22 và nhóm tác chiến tàu sân bay đến gần Israel nhằm đề phòng trường hợp nỗ lực ngoại giao thất bại. Iran hiểu rõ rằng Mỹ luôn sẵn sàng bảo vệ lợi ích cũng như đối tác và người dân Mỹ. Chúng tôi đã điều động nhiều khí tài quân sự đến khu vực để nhấn mạnh nguyên tắc này, quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden cho hay. Phương án đáp trả của Iran rất khó dự đoán phụ thuộc vào tình huống dẫn tới cái chết của Haniel. Tehran ban đầu tuyên bố ông thiệt mạng bởi tên lửa dẫn đường của Theo Avi, động thái buộc quân đội Iran trả đũa tương xứng. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ nói rằng Iran sau đó đi đến kết luận rằng thủ lĩnh Haniel thiệt mạng vì một quả bom cài trong phòng ông, điều có thể dẫn tới phương án phản ứng khác hoàn toàn. Dù vậy, nguy cơ leo thang căng thẳng dẫn đến chiến tranh tại Trung Đông vẫn ở mức cao, nhất là khi lực lượng Hezbollah, đồng minh của Iran tại Liban, vẫn là yếu tố rất khó đoán định. Nhóm quan chức Nhà Trắng thừa nhận nỗ lực ngoại giao của Tổng thống Biden với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cũng rất phức tạp. Hai lãnh đạo hồi tuần trước điện đàm trong bầu không khí căng thẳng, trong đó ông Biden than phiền rằng chính phủ Israel đang cản trở nỗ lực đạt lệnh ngừng bắn và giải thoát con tin ở giải Gaza. Tổng thống Biden đã sử dụng giọng điệu rất tức giận để hối thúc Thủ tướng Netanyahu thể hiện bản thân là đối tác tốt, một nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay. Giới chức Mỹ và Iran chưa bình luận về thông tin. Căng thẳng leo thang tại Trung Đông trong tuần qua sau trận không kích khiến chỉ huy quân sự của Hezbollah thiệt mạng ở Beirut và vụ ám sát Haniel. Iran cùng các đồng minh cáo buộc Israel đứng sau hai vụ tập kích, nhưng theo Avi mới nhận trách nhiệm về cuộc tấn công ở Liban. Iran tuyên bố sẽ báo thủ rất mạnh tay vào thời gian, địa điểm với cách thức phù hợp. Một số bên lo ngại Iran có thể hiệp đồng tập kích cùng các nhóm vũ trang mà nước này hậu thuẫn như Hezbollah ở Liban, Houthi ở Yemen và một số đơn vị dân quân ở Syria, Iraq. Một tuần sau vụ ám sát Haniel, Iran và các nhóm dân quân được nước này hậu thuẫn chưa có động thái đáp trả quy mô lớn. Thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah ngày 6 tháng 8 tuyên bố việc để Israel phải thấp thỏm chờ đợi cũng là biện pháp trừng phạt. Cho đến nay, chúng tôi chưa từng tìm cách leo thang, chúng tôi đã chiến đấu để ủng hộ Gaza nhưng vẫn ghi nhớ lợi ích quốc gia của Liban, Nasrallah nói. Mỗi lần một chỉ huy của chúng tôi bị giết, phản ứng của chúng tôi mạnh mẽ nhưng đồng thời cũng chừng mực. Mỹ kêu gọi tân thủ lĩnh Hamas đồng ý ngừng bắn với Israel. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi Yahya Sinwar, tân thủ lĩnh Hamas, chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn với Israel tại giải Gaza. Ông ấy vốn luôn là nhân tố quyết định chủ chốt trong dàn xếp thỏa thuận ngừng bắn. Tôi nghĩ diễn biến này chỉ làm rõ hơn thực tế rằng ông ấy chính là người sẽ quyết định liệu thỏa thuận ngừng bắn có thành hiện thực hay không. Rất nhiều người Palestine đang cần thỏa thuận này. Ngoại trưởng Mỹ anthony Blinken ngày mùng 6 tháng 8 trả lời họp báo cùng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ở Maryland. Vài tiếng trước đó, Hamas đã tuyên bố ông Yahya Singwa, lãnh đạo nhóm ở giải Gaza, đã được chọn làm người đứng đầu văn phòng chính trị, kế nhiệm ông Ismail Haniel bị ám sát tại Tehran hôm 31 tháng 7. Ông Blinken tái khẳng định tầm quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn tại giải Gaza, cho rằng có quá nhiều dân thường Palestine đang kẹt trong làn đạn giữa Israel và Hamas. Ngoại trưởng Mỹ cam kết tiếp tục các nỗ lực vận động hai phe đàm phán ngừng bắn và trao đổi tù nhân, con tin giữa các bên. Không có lý do gì để trì hoãn đàm phán. Thỏa thuận này cần được xác lập nhanh chóng. Đã đến lúc mọi bên liên quan hoàn tất nó. Đừng trì hoãn nữa. Đừng viện cớ nữa. Chúng ta phải tập trung tìm kiếm đồng thuận giữa các bên, ông Binh Cần nói. Nhà Trắng ngày 6 tháng 8 trong phát thông cáo kết quả điện đàm giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi cho hay đàm phán về lệnh ngừng bắn cho giải Gaza đã bước vào giai đoạn cuối cùng. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karin Zink, PA sau đó từ chối bình luận chi tiết cuộc điện đàm, chỉ nhấn mạnh rằng các thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin giữa Hamas, Israel luôn là ưu tiên đối với Washington. Tổng thống muốn đàm phán thành công. Ông ấy muốn chiến tranh kết thúc. Ông ấy muốn con tin được về nhà và đoàn tụ gia đình. Chúng tôi tin rằng căng thẳng khu vực sẽ hạ nhiệt đáng kể nếu cuộc chiến này chấm dứt. Chúng tôi luôn tập trung hướng đến kết quả này bà Jin nói. Phát ngôn viên Osama Hamdan của Hamas thông báo trên đài Al Jazeera rằng ông Sinwa sẽ duy trì đàm phán ngừng bắn. Tuy nhiên, Hamas cho rằng vấn đề không nằm ở tổ chức này mà mọi bế tắc là do Israel và Mỹ. Hamas vẫn kiên định trên chiến trường lẫn chính trường. Thủ lĩnh mới của chúng tôi là cũng là người đã lãnh đạo cuộc chiến suốt hơn 305 ngày qua. Ông ấy vẫn kiên định ở lại chiến trường, Osama Hamdan nói. Ông Sinwa là một trong các thành viên Hamas bị Israel truy nã gắt gao nhất với cáo buộc lên kế hoạch tiến hành cuộc đột kích vào lãnh thổ nước này hồi đầu tháng 10 năm 2023. Israel Katz, ngoại trưởng Israel, nói theo Avi vẫn giữ mục tiêu xóa sổ Sinwa và Hamas khỏi trái đất. Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) cảnh báo ông Sinwa sẽ chịu chung số phận cùng những thủ lĩnh Hamas đứng sau cuộc tấn công tháng 10 năm 2023. Đọ sức mạnh trên không giữa Israel và Iran. Sau vụ ám sát thủ lĩnh chính trị Hamas tuần trước, những lời đe dọa trả đũa của Tehran đã hướng sự chú ý đến sức mạnh không quân giữa Iran và Israel. Sức mạnh của không quân Iran. Theo Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), không quân của Iran có khoảng 37.000 quân nhân. Tuy nhiên, lệnh trừng phạt quốc tế trong nhiều thập niên đã khiến nước này gặp khó khăn trong việc tiếp cận các công nghệ quân sự tối tân. Về mặt số lượng, lực lượng không quân Iran được cho là chỉ sở hữu vài chục máy bay tấn công còn hoạt động bao gồm cả tiêm kích do Nga sản xuất và những dòng máy bay cũ của Mỹ được mua trước cuộc cách mạng Iran năm 1979. Theo thống kê của IISS, Tehran có các máy bay tiêm kích F4 và F5, cường kích Sukhoi Su-24 của Nga, cùng một số chiến đấu cơ MiG-29, F7 và F14. Không quân nước này cũng sở hữu công nghệ máy bay không người lái, UAV. Các chuyên gia ước tính có khoảng vài nghìn UAV cảm tử trong kho vũ khí của Iran. Ngoài ra, họ nhận định quân đội Iran còn có hơn 3.500 tên lửa đất đối đất với một số mang đầu đạn trọng lượng đến nửa tấn. Tuy nhiên, số tên lửa thực tế có khả năng tiếp cận Israel ít hơn. Tư lệnh không quân Iran Amir Vahedi tuyên bố hôm 17 tháng 4, các máy bay Su-24 đang ở trạng thái chuẩn bị tốt nhất trước bất kỳ động thái tấn công nào từ Israel. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào phi đội máy bay có từ những năm 1960 cho thấy sự lép vế của Iran trên bầu trời. Để phòng thủ, Iran kết hợp giữa tên lửa đất đối không và hệ thống phòng không do Nga và chính nước này chế tạo. Tehran bắt đầu sử dụng hệ thống phòng không S-300 của Nga từ năm 2016. Đây là tên lửa đất đối không tầm xa có khả năng đánh chặn nhiều mục tiêu đồng thời, bao gồm cả máy bay chiến đấu và tên lửa đạn đạo. Iran cũng có tên lửa đất đối không Bava-373 được sản xuất nội địa, cũng như hệ thống phòng không Seat và Raat. Sức mạnh của không quân Israel Nếu xảy ra xung đột trên không, Israel sẽ chiếm ưu thế hơn khi sở hữu hàng trăm chiến đấu cơ tiên tiến bậc nhất thế giới như F15, F16 và tiêm kích tàng hình F35 do quân đội Mỹ cung cấp. Chúng đã đóng vai trò quan trọng trong việc bắn hạ UAV nhắm trực tiếp vào lãnh thổ Israel hồi tháng 4. Tuy nhiên, không quân Israel lại thiếu máy bay chiến đấu tầm xa. Quân đội nước này đã cố gắng khắc phục bằng việc cải biên một số máy bay Boeing 707 để tiếp nhiên liệu trên không cho phép các tiêm kích của họ vươn tầm hoạt động xa hơn tới Iran là gọn vũ khí để bắn hạ UAV và tên lửa tầm xa của Iran. Hệ thống tầm cao nhất là Arrow 3, có khả năng tiêu diệt mục tiêu từ ngoài khí quyển trái đất. Arrow 2, một hệ thống đời cũ, hoạt động ở độ cao thấp hơn. Hệ thống đánh chặn tầm trung David S. Linh chủ yếu chống lại các tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình. Ngoài ra, hệ thống phòng không vòm sắt có thể ngăn chặn mục tiêu trong tầm ngắn. Mặc dù vậy, về lý thuyết, cũng có khả năng vòm sắt được dùng để vô hiệu hóa bất kỳ mối đe dọa nào mà Arrow và David Sling bỏ sót. Hệ thống phòng không của Israel được thiết kế để kết nối với các hệ thống tên lửa đánh chặn của Mỹ trong khu vực nhằm củng cố khả năng phòng thủ cho liên minh.